chào mọi người, hiện tại thì Jenny đang có mặt tại Token 2049 và đây là booth của Kyber. Ngày hôm nay thì Kyber có hai booth lận mọi người. Thứ nhất là của Kyber Network và booth thứ hai ở bên kia là của Crystal. Và đứng bên cạnh Jenny ngày hôm nay đó là anh Victor Vũ, hiện tại đang là CEO của Kyber. Thì rất là vui vì anh Vũ đã có mặt ở đây. Mình biết cho mọi người nha là anh Vũ là speaker người Việt Nam duy nhất tại sự kiện Token 2049 này ở Singapore. Xin chào anh Vũ, anh Vũ có thể chào mọi người được không ạ? Chào tất cả mọi người. Rất vui được Jenny phỏng vấn ở đây, cũng khá là bất ngờ. Vậy thì đến sự kiện ngày hôm nay thì anh Vũ cảm thấy là cả Token 2049 này cũng như là những cái booth của Kyber, khi mà mọi người cộng đồng họ tới họ giao lưu thì anh thấy như thế nào ạ? Anh rất là bất ngờ. Anh rất là bất ngờ tại vì cái booth, cái ngày đầu tiên của Kyber tầm khoảng 4 tiếng đầu ấy, thì mình nghĩ là cái booth nó nhỏ và nó ở cái góc thì ít người đến, nhưng mà thực ra bây giờ thì nó đang outperform, đang khá là đông so với những cái booth khác. Và đấy là một cái tín hiệu rất là tốt. Thì cái tín hiệu đấy nó đến từ việc là bây giờ là cái bear market nó đến. Sau khi mọi người đã bull run, mọi người make a lot of money, và bây giờ thì mọi người quay lại, mọi người build, mọi người học, thì mọi người lại quay lại với những cái OG project. Thì Kyber là một trong những cái project mà gần như là được recognize, được ghi nhận ở trong cái event rất là tốt. Cái brand của Kyber rất tốt ở event. Và một điều đặc biệt của Token 2049 đấy là gần như là các project đến với Token 2049 đều là những project khá là cái chất lượng của họ khá là tốt. Gần như là cái mindset của họ cũng như là cái knowledge của họ về crypto, về blockchain khá là tốt. Ít gặp newbie ở đây. Và mọi người đều đang cố gắng build rất là tốt. Đặc biệt là ví dụ như ở cái panel của anh ấy thì là mọi người nói về decentralized exchange, cũng nói về những cái vấn đề cực kỳ là thiết thực, những vấn đề như là safety của người dùng như thế nào, hay là bây giờ ở bear market thì make money như thế nào, survive ra làm sao, rồi thì privacy cần thiết ra làm sao, và làm sao để đưa institution vào đó. Thì những cái đấy là những cái mà anh nghĩ là cái event này là một trong những event mà gần như là tốt, anh nghĩ là tốt nhất mà Kyber tham dự trong năm nay. Vậy thì Kyber đến đây với mục đích là giống như là giao lưu với mọi người, tăng độ brand awareness, hay là còn muốn kiểu như là mang đến một cái tin tức gì đó mới, tính năng gì đó mới sắp ra mắt trong một trong hai sản phẩm không ạ? Kyber có hai thứ mới. Kyber đến đây để mọi người biết về cái brand, tại vì 2020-2021 thì Kyber cũng hơi behind một chút, nhưng mà bây giờ thì cái brand Kyber nó đang grow lại, đang gain lại traction, và mọi người biết đến cái brand Kyber đang quay lại với market. Mọi người rất là thích. Có hai cái mới với Kyber. Một là trong khoảng 1 năm cho đến 1 năm rưỡi tới thì bên Kyber bọn anh sẽ focus vào việc là biến cái Kyber Swap trở thành cái nơi mà để mọi người đến, mọi người có thể make money every day. Đúng rồi, make money every day. Và nó sẽ kéo dài cái việc đấy trong khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi. Có nghĩa là nó sẽ là nơi để mọi người có thể đến và biết là các cái chương trình liquidity mining đấy nó sẽ kéo dài, chứ không phải là sẽ shutdown kiểu shutdown lập tức hay kiểu gì đó. Thì đấy là cái thứ nhất. Nó rất là quan trọng với mọi người, tại vì mọi người cần một cái chỗ như vậy để mọi người học thêm về những cái liquidity protocol, học thêm về decentralized exchange, và mọi người make money để survive qua cái bear market. Thì cái thứ nhất. Cái thứ hai là Kyber có nói về một cái long term product mà Kyber đang cố gắng làm rất nhiều research, cũng như là sẽ là một cái strategic product mà Kyber sẽ compete trên một cái thị trường, một cái competition nó rất là lớn, đó là giữa decentralized chain và centralized chain. Thì cái product đấy là một cái product focus on privacy. Thì Kyber muốn là sẽ có một cái product mà mọi người có thể trade với cả cái product đấy giống hệt như với Binance, nhưng mà mọi người sẽ có privacy. Privacy ở đây có nghĩa là mọi người trade thì cái trade history cũng như là các cái order nó không bị map với cả cái identity của mọi người, nên là cái data của mọi người không bị người khác mine. Nếu mà để nói thêm về những cái đấy thì chắc phải thì có thêm thời gian đúng không anh? Nếu mà được thì trong tương lai rất là vui nếu mà được mời anh Victor hoặc là anh Lợi đến một buổi phỏng vấn riêng để nói thêm về những sản phẩm mới cũng như là về Kyber trong một video khác. Video ngày hôm nay thì nói chung là mục đích vui vui và cũng muốn là phỏng vấn anh Victor, giống như là gặp tất cả mọi người trong team Kyber ở đây. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bye bye mọi người. Bye bye. Cảm ơn anh.